Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, đợt mưa lũ những ngày đầu tháng 9 này tại khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đi qua, nhưng những hậu quả nặng nề đến sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương giờ mới dần lộ rõ. Câu chuyện cụ thể thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cũng như một số biện pháp ứng phó hiệu quả với mưa lũ để đảm bảo an toàn, ổn định trong sinh hoạt của người dân một số địa phương sẽ được chúng tôi chia sẻ cụ thể trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đồng hành theo dõi. Mỗi năm, Lâm Đồng đào tạo được khoảng 4.500 lao động, trong đó tỷ lệ đào tạo nông nghiệp chiếm khoảng 66%. Đơn dương, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù bước đầu có hiệu quả. Nắng lên, nhưng nông dân lại nghẹn ngào nhìn lúa nảy mầm do ngâm nước nhiều ngày. Chuyên mục con số hôm nay, nhiều mặt hàng nông sản mất giá 50%. Chuyện nhà nông, những vấn đề trọng tâm trong triển khai đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến giai đoạn 2019-2023. Mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp đã được tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiều năm qua. Từ năm 2010 đến nay, bình quân mỗi năm, Lâm Đồng đã đào tạo được khoảng 4.500 lao động. Trong đó, tỷ lệ đào tạo nông nghiệp chiếm khoảng 66%. Với nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp hiện nay, tỉnh Lâm Đồng xác định sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao tỷ lệ qua đào tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động nông nghiệp. Mục tiêu trong thời gian tới, mỗi năm tỉnh Lâm Đồng sẽ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng từ 7.000 đến 10.000 người, trong đó có khoảng 70% phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang triển khai chương trình sản xuất kết hợp với Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên và An sinh xã hội, chương trình PPI. Chương trình được thực hiện thí điểm ở huyện Rồng Năng, tỉnh Đắk Lắk, cùng huyện Di Linh và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, ở huyện Lạc Dương đã thỏa thuận với chương trình BBI, thống nhất xây dựng 1.300 hectare diện tích cà phê bền vững ở xã Đưng Ca Nớ và Đà Chai, bảo vệ hơn 116 hectare rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất. Ở huyện Di Linh, chương trình BBI xây dựng 2.700 hectare diện tích cảnh quan cà phê bền vững ở xã Tân Nghĩa, nhân rộng mô hình cụm cảnh quan cà phê 150 hectare, tăng độ che phủ rừng từ 0,3 đến 0,5%. Mục tiêu chung đến năm 2025, chương trình BBI ở hai huyện Lạc Dương và Di Linh đạt các tỷ lệ 100% sản phẩm cà phê được tiêu thụ ổn định theo hợp đồng, giảm 15% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, tăng 30% thu nhập của người nông dân trồng cà phê. Xin được chuyển sang một thông tin được ghi nhận từ huyện Đơn Dương. Thưa quý vị, từ năm 2008 đến nay, với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia, Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương đã xây dựng một số nhãn hiệu nông sản đặc thù của địa phương. Trong đó cụ thể như nhãn hiệu chứng nhận dứa Khai Gen, nhãn hiệu tập thể nấm Đơn Dương, nhãn hiệu tập thể bánh tráng Lạc Lâm và nhãn hiệu chứng nhận mát mát Đơn Dương. Việc xây dựng một số nhãn hiệu nông sản đặc thù của địa phương bước đầu đã hình thành, hoàn thiện cơ chế phối hợp tương đối đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhãn hiệu và cơ quan có thẩm quyền liên quan trong việc quản lý và phát triển nhãn hiệu, chứng nhận trên các khâu tập huấn, đào tạo, thẩm định, giám sát điều kiện sử dụng, tuyên truyền quảng bá nhãn hiệu. Qua xây dựng nhãn hiệu nông sản đặc thù của địa phương đã góp phần đưa nhãn hiệu chứng nhận gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tiễn thông qua việc tự nguyện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định do cơ quan quản lý có thẩm quyền ban hành. Đồng thời, việc xây dựng nhãn hiệu nông sản góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước trên lĩnh vực sản xuất tiêu thụ, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sản xuất trên địa bàn. Qua đó bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xúc tiến thương mại, nâng cao uy tín và giá trị đối với sản phẩm nông sản sản xuất và phát triển trên địa bàn huyện Đơn Dương trong tương lai. Liên tục chương trình, nắng lên nhưng nông dân lại nghẹn ngào nhìn lúa nảy mầm do ngâm nước nhiều ngày. Chuyên mục con số hôm nay, nhiều mặt hàng nông sản mất giá 50%. Chuyện nhà nông, những vấn đề trọng tâm trong triển khai đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến giai đoạn 2019-2023.
Những ngày qua, câu chuyện mưa lũ tàn phá nhiều địa phương các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Trị thu hút sự quan tâm chia sẻ của đông đảo quý bà con. Theo như ghi nhận của chương trình, dù nước lũ rút nhưng tại các cánh đồng ở xã Khánh Lộc, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều diện tích lúa của người dân vẫn đang chìm trong nước. Hầu hết hạt lúa trên cây đã mọc mầm, bùn đất bám bẩn. Lúa ngập, bùn bám bẩn, nhiều diện tích lúa chín vàng nhưng cũng không thiếu những thửa ruộng lúa còn xanh. Lúa chín thì bị mọc mầm, lúa xanh thì coi như bỏ. Gặt được 7-8 trao rồi mà chưa được phơi, thời nắng phơi nhưng mà chắc là không ăn được, mông lên tụt hết rồi. Thậm chí, số lúa mà nông dân đã kịp gặt trước khi bị mưa lũ nhấn chìm thì cũng đã bị mọc mầm do trời mưa kéo dài suốt gần một tuần lễ, không có chỗ để phơi. Phơi ra đất lớn, xài đến xài được đâu. Đấy, dưới hành hạt khô đây, hành hạt tẹo đây nhìn rồi chứ. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, mưa lũ trong những ngày qua khiến gần 3.000 hectare diện tích lúa vụ hè thu đang trong giai đoạn thu hoạch bị ngập úng. Được biết, vụ hè thu năm 2019, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 45.000 hectare. Thưa quý vị, đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho sản xuất. Tuy nhiên, điều đáng mừng là bên cạnh những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây ra, trong những ngày qua, nhiều mô hình thích nghi với lũ đã được bà con nhiều địa phương áp dụng như một sự gợi mở để người dân chủ động hơn trước sự tác động của thiên tai. Và những ngôi nhà nổi tránh lũ được coi là một mô hình hiệu quả như câu chuyện sau đây được ghi nhận tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tân Hóa được coi là rốn lũ của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Trong số hơn 630 nhà ngập thì nhiều nhà gần như chìm hẳn trong nước. Được biết trước đây, lũ về người dân chỉ có cách chạy lên núi đá, nhưng mấy năm trở lại đây, bà con bắt đầu sắm đóng nhà phao có tường và mái bằng tôn hoặc gỗ. Bên dưới là những thùng phi ghép lại. Khi lũ về thì gia đình mang nhu yếu phẩm chuyển sang sống trên nhà phao nhỏ. Nước lũ dâng cao chừng nào thì nhà bè nổi lên đến đó. Nhà chính thì ngốc hết rồi. Còn nói chung đi, được ở đấy xuống sâu tầm hơn 4 mét. Nói chung như giờ cũng được nhà nổi, gia đình tôi cũng sống an toàn được. Thấy hiệu quả từ nhà phao mang lại, xã Tân Hóa đã vận động bà con tích góp tiền đầu tư xây dựng nhà và được người dân hưởng ứng cao. Toàn xã hiện có hơn 420 nhà phao chống lũ, nhà nhỏ rộng chừng 20m², nhà lớn rộng đến 50m². Với những hộ dân chưa có nhà nổi, thì chính quyền địa phương đã tổ chức di dời đến nơi cao như nhà tránh lũ, trường học, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và đã di dời được hơn 70 hộ gia đình. Thưa quý vị, tiếp sau đây chúng tôi xin tiếp tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do ý thức kém trong xử lý xác heo bị dịch bệnh. Mặc dù chương trình đã đề cập nhiều lần, trong thời điểm dịch tả heo châu Phi đang có diễn biến phức tạp như hiện nay, vứt xác động vật chết bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm tăng nguồn lây lan dịch bệnh. Những hành vi thiếu ý thức này luôn cần phải được cảnh báo và lên án. Theo như ghi nhận của chương trình, hiện tượng này hiện đang xảy ra tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, khiến người dân rất bức xúc. Những ngày qua, xác heo chết thường xuất hiện trên con suối Cù Bị, có xác đã phân hủy mạnh, bốc mùi hôi nồng nặc, khiến người dân sinh sống ở thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức không thể đến gần con suối. Vì không muốn chôn, họ dục xuống suối để cho nó mưa nó trôi đi con kia, nó trôi đi, thấy phải không? Họ không lười biếng, họ không muốn chôn. Theo chính quyền địa phương, những xác heo chết tại suối Cù Bị không loại trừ là heo chết từ tỉnh Đồng Nai trôi xuống, vì thượng nguồn con suối này bắt nguồn từ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Và sau khi nắm được thông tin, địa phương đã tiến hành xử lý. Tuy nhiên, trong khu vực rừng cao su của nông trường Cù Bị 1, người dân cũng thường xuyên bắt gặp xác heo chết. Hiện một số xác heo đã phân hủy nên bốc mùi nồng nặc, buộc công nhân làm việc trong nông trường phải đào hố tiêu hủy. Trong khi đó, tại tỉnh Tiền Giang, khi bãi tập kết cạnh đường tỉnh lộ 878 thuộc địa bàn ấp Ngãi Thuận, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành có biểu hiện quá tải do nhiều người dân đổ tập trung nơi này, nên chính quyền đã đưa bãi rác vào cạnh cổng đình thần Cửu Viễn. Đáng nói hơn là thời gian gần đây xuất hiện nhiều bao ni lông có chứa xác heo chết bên trong, được người dân mang ra bỏ vào bãi rác, tạo ra mùi hôi thối khó chịu cạnh khu dân cư sống ven đường tỉnh lộ 878. Theo như phản ánh của người dân, vào trưa ngày 8 tháng 9, phóng viên đã tiếp cận hiện trường thì phát hiện trong một bao ni lông có chứa một xác heo chết khoảng hơn 50kg bỏ tại bãi rác tập trung cạnh cổng đình thần Cửu Viễn. Ngoài ra, xung quanh bãi rác tập trung có rất nhiều bao ni lông chứa đủ các loại rác từ rác sinh hoạt đến đồ lòng heo cũng được mang ra nơi này. Tiếp đó, phóng viên phát hiện bên trong một bao ni lông khác có chứa một xác heo con đã bị chết cũng bỏ tại nơi này. Theo người dân quanh khu vực, khoảng hơn tháng nay, tại bãi rác này có người đem xác heo chết đến bỏ tại đây gây ô nhiễm trầm trọng cho môi trường. Ban đầu xe lấy rác có lấy đi,
Nhưng sau khi biết xác heo chết bên trong, nên những người đến lấy rác chỉ lấy rác và bỏ xác heo chết lại. Do mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, nên chính quyền địa phương đã đem củi đến, rồi thu gom xác heo lại, đốt tại chỗ. Cũng theo người dân cho biết, mỗi khi xác heo được mang ra đốt, thì mùi hôi và mùi khét tại đây phải mất vài ngày mới hết mùi. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam đã mất giá tới 50% cho tới thời điểm này. Cụ thể, theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, nhiều mặt hàng trái cây của Việt Nam như dưa hấu, thanh long, dưa sim đã mất giá tới 50%, còn khoảng 6.000 đồng một ký. Cụ thể, dưa hấu chỉ ở mức hơn 6.000 đồng một ký, thanh long ruột trắng giá còn từ 6.000 đến 7.000 đồng một ký, dưa sim còn giảm tới hơn 50% khi xuống mức giá 40.000 đồng một chục. Nguyên nhân giảm giá được Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản nhận định là nhu cầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc không ổn định. Bên cạnh đó, phía Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ vận chuyển qua lại cửa khẩu, yêu cầu sản phẩm để truy xuất nguồn gốc phải được cấp mã số vùng trồng và cấp mã số cơ sở đóng gói. Nếu làm không đúng như yêu cầu, tiêu chuẩn, Trung Quốc sẽ cho dừng lại các mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói không đạt. Thưa quý bà con, thông qua việc triển khai đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến giai đoạn 2019-2023, tỉnh Lâm Đồng mong muốn đẩy mạnh hoạt động chế biến nông sản tại địa phương. Trong một chuyện nhà nông hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ nội dung phỏng vấn của phóng viên chương trình với bà Nguyễn Thùy Quý Tú, Chi cục Phó Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng. Xoay quanh nội dung trên, xin mời bà con cùng theo dõi. Thưa chị nhận định thế nào về việc chủ động đầu tư đẩy mạnh chế biến nông sản của các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian vừa qua? Theo ý kiến của tôi thì hiện giờ nhiều doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì đã chủ động đầu tư để phát triển công nghiệp chế biến. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với xu thế hiện nay để gia tăng giá trị nông sản của Lâm Đồng. Chúng ta là sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nhiều sản phẩm chủ lực của Lâm Đồng thì đã đi vào cái chuỗi giá trị toàn cầu như là chè, cà phê, rau, hoa, trái cây, điều, v.v. Nếu mà muốn xuất khẩu được thì phải quan tâm đến chế biến, đặc biệt đối với những cái sản phẩm tươi mà có thời gian thu hoạch, bảo quản ngắn như là trái cây hay là rau tươi. Mặt khác thì hiện nay những cái sản phẩm mà xuất khẩu tươi thì sẽ chịu rất nhiều cái tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, về chất lượng, về truy xuất nguồn gốc hay về kiểm dịch thực vật của những nước nhập khẩu. Do đó thì chế biến là hướng đi tất yếu. Thứ nhất là giúp gia tăng giá trị của nông sản. Thứ hai là gia tăng giá trị xuất khẩu. Và thứ ba là giúp cho nông sản của Lâm Đồng có thể cạnh tranh trong thị trường chung của thế giới. Như vậy thì chi cục có những định hướng cũng như là hỗ trợ như thế nào đối với các doanh nghiệp trong việc chế biến nông sản trong thời gian sắp tới? Chúng ta không thể là huy động một sớm một chiều các doanh nghiệp hợp tác xã của chúng ta có thể đầu tư hoàn toàn vào chế biến. Bởi vì muốn chế biến được nông sản trước hết thì chúng ta phải cần khoa học công nghệ, cần trang thiết bị, máy móc, cần con người, cần phải thương mại hóa, gắn với thương hiệu. Đi cùng với đó, đó là vốn đầu tư không nhỏ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Lâm Đồng thì cũng đã giao cho Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xây dựng và triển khai đề án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2023. Hiện nay thì đề án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Thì theo đó thì chúng tôi sẽ hỗ trợ công nghệ chế biến, hỗ trợ về sơ chế thông qua những các chuỗi giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ nông sản. Từ trang bị máy móc, nhà xưởng, nhãn mác, bao bì, quản lý chất lượng đồng bộ từ ngoài đồng như là qua các chứng nhận như là Việt Gap, Global Gap, cho tới khi sơ chế chế biến với các chứng nhận như là HACCP, ISO cho nhà xưởng. Thì như vậy thì chúng ta có thể quản lý chất lượng một cách là rất là đồng bộ, gắn thêm vào đó là gắn với truy xuất điện tử thông minh bằng các tem truy xuất QR được dán trên sản phẩm. Thì chúng tôi dự kiến là từ đây cho tới 5 năm tiếp theo thì sẽ xây dựng được khoảng 90 chuỗi, các chuỗi nông sản này trên khắp địa bàn cả tỉnh. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình. Nội dung chia sẻ đáng chú ý trong một chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Ánh Quyền và Khánh Tường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.